nào. Để đó con đốt, nãy con thấy chưa? Rồi kiếm lại đi. Mày đốt ở trên kia trước rồi, mày đốt ở dưới đó. Mỏi hả? Đây cái này là con tập nhé. Có bơm bớm đấy mà. Bơm bớm có rang bồ nữa hả? Ồ, rang bồ nữa hả? Bơm bớm nhỏ nhỏ xíu. Ồ, hôm nay sinh nhật ai? Ây, hồi chụp hình đâu ta? Đứng ra rồi chụp. Hôm nay đứng chiếc rồi. Đẹp quá. Em anh đây cười, chụp cười với em kìa. Rồi. Đi con phải cẩn thận nha. Rồi, có đứa nào nữa? Rồi Hai Chi cầm cái quà lên đây. Cầm tặng đi. Đưa nè. Rồi, chắc Hai Chi cho. Rồi, cầm ra, rồi. Rồi, đưa em đi. Rồi, nhận. Một bên trao, một bên nhận. Rồi, nhìn đây nè. Nhìn đây. Nhìn lên, đẹp à. Cầm cái món quà cái đi, cầm món quà đi cái đi con. Để chụp hình đó. Nhìn đây nè. Kem nhìn qua chú kìa, nhìn qua chú kìa. Cười lên Hai Chi, cười lên. Rồi. Rồi được rồi. Rồi bây giờ rồi, tới ai? Anna vô chưa? Anna vô chưa? Chú vô cho lại nha. Anna vô. Lấy đồ gì nữa? Rồi Hai Chi đi ra ngoài cho chị chơi chứ vô nè. Rồi. Cũng cho rồi. Để chút sức ra ra Chi. Ra ngoài này chút rồi, nhìn qua. Chung ở xuống đây con, chung rồi. Đi chung trực tiếp đi. Kim ơi, lát về nhà khui quà con. Rồi. Thôi nó muốn lột liền, nó cho nó lột liền đi. Lột liền này hả? Mở không? Rồi, nhận cái gói này đi rồi lột con. Nhận cái đó đi rồi lột. Ai có cục kẹo nào Vũ nữa không? Kẹo hả? Tao đâu? 11. Rồi, nhìn đây. Rồi, quà nha. Rồi. Rồi. Nhìn đây. Rồi. Rồi. Nói qua rồi mà như chứ chụp hình nè. Ngoại vô, chụp hình đi. Ngoại vô. Đây. Rồi, nhìn. Trời ơi dữ. Đây, nhìn sang bà ngoại đi. Rồi. Rồi, giỏi lắm. Rồi, cảm ơn ngoại. Phan mẹ xím chứ không phải kiệm. Trời đà, cái hình này đẹp á, cái hình này đẹp á. Rồi có con nhậu không động đó. Rồi nhìn đây con Kim à. Rồi Kim nhìn Kim làm điệu cái coi, làm điệu cái coi, làm điệu cho ba cái coi. Đây đây. Được rồi. Rồi, đi. Đây. Nè, nhìn đây rồi. Kim à. Rồi. Kim ơi. Ôi. Để mà mày vô ngậu thôi vậy đi. Mày chưa đứng. Đúng rồi. Rồi xong. Ủa, Kim Dung nấu. Kim Dung mắc nấu rồi. Rồi Kim à. Kim ơi, cái nhỏ. Kim ơi. Kim. Giùm ba bảo kìa. Rồi, nhìn đây luôn, cười. Nè, ba có cái gì đây nè. Cười lên cái coi. Bà xin có đi ra chụp chim cháu không? Cho mấy bà đi. Rồi, nhìn đây cái luôn. Bà ơi. Rồi, lên nè. Cái giờ không có cái gì
Rồi cho mấy bà vô đứng chụp mấy bà một kiểu coi. Vô. Hai luôn mình chụp hình được một cái. Chụp hai gia đình luôn rồi hai vợ chồng con vô luôn. Vậy biết bên này. Gia đình thì qua đây đi cho đủ. Ví dụ mình đứng nguyên vàng vậy đó. Được. Ở ngoài chụp vô được hết trơn à. Vậy nó che cái bàn hết trơn rồi. Không sao con. Thôi em một bớt ngồi đi. Thôi. Đứng ngang, ngang đi. Mình đứng đằng sau. Đây vô đây. Đó. Đứng đó đúng rồi đó. Hello. Rồi, xích vô, xích vô đây. Khi nghiêm dài vô. Đây xích vô. Rồi, được rồi, đẹp rồi. Rồi, đây luôn, cười. Coi nha, chưa nha, thêm rồi. Chắc chắn là không rồi, lên, mái luôn. Cái bản này lấy hết rồi bạn. Wow. Nó dịu không vô hả? Dạ thôi, con quay chứ. Ồ nãy chụp rồi, nãy chụp rồi dạ. Cho Diệu vô con. Dạ. Đúng rồi, Diệu. Dạ, này Diệu tắt nè. Vô luôn đi. Châu. Vô với bà vậy? Làm chưa vậy hả? Rồi, nhìn chú. Rồi, coi nhá, chụp nè. 2, 3. Rồi. Má hai vô. Ba tặng mấy kim nè. Ba chưa, để chị nghi. Mà mấy kim nó nói là 10 cây vàng là á. Có ghi chữ rồi, 10 cây vàng. Thử luôn hả? Lấy giấy ghi chữ. Tặng kim 10 cây vàng. Đúng rồi, đây nè. Đứng bên đây đi, nghe hai lời. Rồi nhìn mới nha, nhìn đây nè. Chim cười. Rồi. Xuống thái với con. May. Trời quá trời. Con dịnh con chụp hình nè, con dịnh chú nè. Ờ đẹp quá. Mình vô ngồi trong đi. Mình vô. Cầm lên luôn. Rồi em rồi con cầm lên luôn. Rồi con ngồi rằng vậy đi. Ba. Ba ngồi xích vô đây nhìn con. Ok con nhìn qua cái anh đó đó. Đúng rồi. Ừ. Ok. Để cho đừng thấy cái nào. Cầm lên cái đi. Trời ơi, nó hết luôn đi trời. Cái này qua đây được không? Rồi, con nhìn anh chụp hình. Con cười lên. Nhìn đây nha, cười. Đúng rồi, con làm cái mặt bằng dễ thương nha. Con cười lên. Mặt dễ thương quá. Bây giờ con chụp một mình nha, cho chị Mai đi nha. Và 4 kia mà, cho chị Mai chụp chung được. Rồi, khui tiếp đi. Khui tiếp. Rồi, khui món khác đi.
Rồi rồi, ở bây giờ ra cho. Đây cái này thử nè. Wow. Cái gì? Mắc chơi luôn rồi chứ gì? Thử ra chỗ khác thử. Con đi sau lưng em hoặc là ngồi ở đâu đi. Cá để đâu nè? Đây nè. Ở trong đó có cái cá lắm hả? Ê, cái đèn này sao tắt anh Hưng? Cái đèn nó sao tắt? Đèn lửa hả? Ừ. Nó bị mờ quá. Có nên tắt nó không? Có nên tắt không anh Dân? Có dao có kéo gì không? Lấy kéo. Quá trời lãng quá Kim ơi. Để trên tủ đông á. Thôi hết luôn đi. Chứ sao mấy gà cui quại với em này mấy gà cây nè. Dạ, anh xích cái lưng vô chút xíu nè em, chút xíu rồi. Thôi giờ được ngồi 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 không? Rồi, mở quà ra. Rồi Kim Thế ơi, wow. Wow. Gấu rồi, đẹp quá. Rồi Kim ôm gấu ơi. Ôm gấu. Có gì kìa, có gì. Ôm lên đi con. Không thế, không thế hả? Rồi, đem vô nhà, đem vô nhà đi. Đem vô nhà luôn. Khui tiếp. Rồi. Rồi, khui rồi. Nó phải cái đó. Trời ơi, cái bộ bự quá vậy ta. Kêu đem vô nhà cắt kìa. Ba bảo đi ra nè, đang chụp hình với phim nè. Wow. Đó, rồi, giá tình nha. Nó sắc lớn. Rồi, cầm chó lên chụp hình đi. Dạ, nó chuyện gì. Cầm lên con. Thôi khui tiếp đi, khui cái hồi lẹ đi, không không sao đâu. Đẹp quá ta, làm kiểu dáng đẹp quá ta. Không, để tặng khăn đó. Ngày về nói chuyện với Việt với trời. Khui ra. Khui ra đi. Đúng rồi. Cái ghế mà chắc của con ngồi cho nó ngồi. Nãy rồi mình không ngồi. Con vậy. Mây ngồi rồi, cái váy kìa Mây. Điểm. Con gấu. Wow, quá trời luôn, vui hoài không hết luôn. Wow. Đưa lên đây nè, đưa lên đây nè. Đưa hướng này nè, cầm lên, cầm lên. Cầm lên. Cầm lên đi. Rồi tiếp đi, tiếp đi Mi ơi. Mấy mấy con lấy cái mọc qua dưới nha, mấy mấy che cho. Rồi. Thái được chứ, thái hợp đó à. Thôi lẹ vô đem hộp vô chơi. Dạ dạ không mua chứ mà vô. Đang còn nó âm thôi nữa đi. Đây. Rồi cầm đây cất đi, vô trong nhà cất đi. Rồi lẹ lên đi Mi. Ăn cho mừng quá vậy ta. Trời ơi, đổi rồi đó. Đi đi đi. Con
bị gục quá. Nè đang mở hết nè. Mỹ ơi, dọn dẹp hiện trường nha Mỹ. Ôi coi kìa. Mẹ đi con. Kim ơi tiếp tục con. Trời ơi quà luôn. Quá trời luôn rồi. Chị trời á là mẹ dữ dằn luôn á. Cho em cầm. Em cầm cái đi. Đúng rồi. Nó chơi gì chơi biển hả? Bắn kèm. Bắn xem. Em vô. Mới vô. Mới vô. Chị mẹ vô bê. Em vô. Em vô. Nào mở đây của Kim á. Ôi trời ơi. Cầm lên. Cầm lên con, cầm ôm lên, ôm em lên. Ôm em đi, Kim ôm em đi. Ta chỉ thích cái bộ đó thôi. Rồi còn cái nào nữa? Còn gói nữa kìa. Kim ơi còn nữa kìa Kim. Xé lẹ đi cho em đi con. Ờ con xé cho em đi. Kim ơi quà nó kìa, chị My, My My đang xé gì cho con kìa. Chị My cái gì? Chị My xé giùm. Wow. Vậy nói gì? Dạ. Lẹ lên đi con. Có ai của ai? Có ai? Lấy kéo đi lẹ mi, sáng. Kìa bên kia kìa. Thôi chờ mà cũng bấm. Nói chung là chị đã lựa được cái món chị thích. Đem nhà. Trời ơi, hết tính tiền kìa. Thì bây giờ kiếm cái này nè. Ồ, tính tiền ha. Trời ơi, nhủi đầu. Kim xỉu hả? Trời ơi. Kim mệt quá, Kim xỉu luôn. Trời ơi. Vui không? Kim vui không? Bắt đi quá trời vui không? Wow. Hôm nay ôm tính tiền, ôm vô. Trời ơi. Thôi nằm mơ. Gọi vô chơi nha. Trời.
Ôi trời ơi. Trời ơi. Wow. Bà tư. Chúng ơi con. Con che cái camera lại. Không có che. Đi về coi con. Con thấy lắm. Đi cho nó khỏe ông Hán nha. Ê, ông bảo một người đừng định quay đúng không?